sao giờ? Bây giờ tao làm cái gì? Anh em với nhau làm cái gì? Bây giờ mà tao bỏ ai bây giờ mà thấy tao đứng nhất giữa, tao khó xử tới cỡ nào không? Mà tao chưa biết câu chuyện cho mà kêu nó xử, tao xử cái gì bây giờ? Nói bây giờ ông ra ông cũng tao có sao ông ít mày nói chuyện với nhà mày mày luôn á. Tao nói bây giờ chết. Ông coi sao ông làm gì ông làm đi, bạn bè của ông làm gì ông làm đi. Chào tất cả mọi người nha. Cuộc đời mình nghĩ mình chán nản, mình buồn quá mọi người ơi. Mình hở ra cái là bị mấy ổng cho nè. Mình ngủ cũng cho mà, mình hức cũng cho, mình buồn cũng cho, mình vui cũng cho, mình giữ cũng cho, mình hiền cũng cho nữa mọi người ơi. Mình đang chạy xe qua nhà ổng làm clip nè. Nhưng mà mình tức, mình ức quá trời thời gian này mọi người ơi. Mình thắng lại, mình tâm sự với mọi người để mình kiếm cái màn gì mình cho ổng, cho ổng lên trời, cho mấy ổng lên trời luôn mọi người ơi. Ổng chơi gì mà ổng chơi mình, giờ cái đầu mình te tua hết trơn mọi người ơi. Mình cay ổng lắm. Cái clip John này á, mình sẽ chơi thật là mạnh mẽ, coi mấy ổng phản ứng sao nha mọi người. Nếu mọi người thì nhớ theo dõi, nhớ hãy để lại bình luận, like và share cho mình nha mọi người. Nhưng mình là làm ở clip John nha mọi người, chứ ở ngoài anh em mình là tốt lắm, đồng lòng yêu thương lẫn nhau lắm nha mọi người. Thôi bây giờ mình bắt đầu mình chạy xe qua chòi cái nha mọi người, rồi mình làm cái màn tròn này nha mọi người. Để mình nha. Hello mọi người nha. Bây giờ mình đã kiếm được cái góc đặt kính thì kính nha mọi người. Bây giờ mọi người coi cái màn tròn này, mình đến với mấy anh em nha mọi người. Mấy ông cố nậu để chưa vô nha mọi người. Chào nha mọi người. Two thousand years later. Hello, vô sớm vậy anh trai? Mày ngồi xuống nói chuyện coi. Bữa nay một á, là mày làm hay là tao nghỉ luôn. Đây ông xàm vô đi, bữa nay tao xử lý mày, tao nói chuyện với ông. Gì, xử lý gì ghê quá. Mày làm đi, tao không cần thiết mày nói chuyện tao. Chị gì sáng sớm ra quạo với ông nội? Tao không cần mày biết. Tao nói với mày, một là mày làm, hai là tao làm. Chứ không có thằng nào mà tồn tại chứ có mày không có tao á. Em bị gì trời? Để ông xàm vô đi. Rồi tao nói chuyện với ổng. Thịt cái thịt mà mở ra mở. Ừ, chậm tao mới nói chuyện chứ. Cái sớm 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 là gì lại không mấy mày ấy đi à. Đi được cái gì vậy? Đừng có nhai nha mày. Mấy ông nội đó giờ này chưa vô nữa. Còn đang vô đây còn nói chuyện với mày. Bữa nay hai mày làm, một là hai mày làm, hai là tao làm, là một trong đó là một là hai mày làm, hai mày tao nghỉ, mày tao làm là hai mày nghỉ. Gì á? Bực bội lắm mày. Mới vô gặp hai mặt bay bay còn ưa được, giờ hết ưa mặt hai mày nổi rồi. Để ông xàm ra, tao muốn nói chuyện với ông nè, giải quyết cho xong cái đi, thịt và thịt. Mở ra mở bữa nay đi. Nãy giờ tôi hỏi cái gì ông không nói, ông không nói là mày không có cái tư cách mà nói chuyện với ông á. Rồi ông ngồi đi, ngồi đi cho ông xàm đi. Mấy giờ hai này giờ tôi không cần thiết nữa. Không mày biết. Gì trời. Đủ nó để nói chuyện với tôi giờ nữa. Biết gì chết liền hồi nãy giờ. Tôi biết gì đâu. Gì mày ngồi mày chờ đi, ông xàm ra giải quyết sự xong nè. Tao nói nè. Một á là hai phải làm. Hai là tao nghỉ. Chọn một trong hai à. Mà cái vụ gì? Cái gì cần gì vậy? Tao không biết, mày ngồi yên đi. Tôi biết tôi mới sợ á. Tao không cần thiết. Đợi ông ra đi. Tao có nhiều chuyện muốn nói với ông dữ lắm rồi. Bị gì ta? Có ức gì ông nội? Ức chuyện gì kệ tao, tôi đợi ông ra mà mày làm gì mà hỏi hoài vậy? Trời. Ủa tôi nhớ rồi làm gì đâu trời. Tôi không biết, tôi không biết tôi làm cái gì luôn. Ông xàm gì nào ra? Ai biết đâu, thường ngày mình ra chút ra mà. Ông điện không hỏi chưa cái tổng đại á, sao mà tôi biết được. Tao nói tao không nói chuyện với hàng bay, tao không ưa hàng bay dữ lắm lâu nữa nha.
Tao không khoái rồi đó. Hết thiên đường luôn. Mày không uống lộn thuốc hay cái giống gì vậy trời ơi. Lộn thuốc kệ tao, làm gì mày nói hoài vậy, nhai nhai hoài vậy. Ông nội nói nãy chưa ra ông sao đâu vậy? Có gì từ từ nói nội. Sáng sớm ra làng vậy. Cái chuyện của tôi. Bực bội dữ mày. Đừng nói hồi tôi bị chữ luôn bây giờ. Cho ông sao bây đây tính. Sao hang này nó phiền nó hỏi hoài vậy bây? Gì mà ông chậm bây? Ông vô đây nói chuyện xíu bây. Ông coi gì làm sao? Gì mà tao mới bước ra khỏi nhà tao nghe dậy sốc vào đây chân gì vậy? Ngồi ghế đi. Có gì hết? Ngồi ghế đi. Gì mà nó làm căng kiểu mày? Nói chuyện với tôi xíu bây. Sáng nào ông chửi chặt luôn. Chửi không biết gì luôn á. Gì mà lại chơi hẳn vậy? Bây giờ tôi nói với ông nè. Một là hai này làm, hai là tôi nghỉ. Một là hai này làm, hai là tôi nghỉ. Không có nào tồn tại hết á. Là sao? Ông chọn đi. Là sao mà hỏi tao vấn đề gì? Tôi không hiểu luôn. Không hiểu, không hiểu. Cái lúc mới vô hang này tôi nhìn cái hương. Tôi còn ưa được, bây giờ hai mặt này tôi thấy ghét cực kỳ luôn á. Nằm mắt nói gì. Tôi không phải hàng này đó. Là mày ghét hàng tôi. Tại gì mà lại có cái câu chuyện gì mà kỳ cục vậy? Tự nhiên được mày làm, hai nó nghĩ, hai nó làm, hai nó nghĩ là cái gì? Công việc nè. Là sao mày nói tao nghe cái gì mà sáng sớm tao ra lụng đùng đùng công tôi chuyện không là biết. Sao bất kể công việc gì có mặt ông á thì nó siêng nó suốt lắm, nó làm dữ lắm làm luôn, mà không có mặt ông khuất mặt ông cái á nó chọt 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 nè coi tôi như nồi giấy gách vậy á. Anh em mà làm chung mà coi đối xử vậy hả? Là phải là anh em không? Thì anh em tao nói mày làm chung bây giờ mày là cái giai bạn tao là khúc mày chứ khúc trước mà ông khi mà mày bước chung chân vô đây vô cái tem mày làm rồi anh em mình ai cũng như ai hết, mày cũng như tao mà mấy hai nó cũng như là mày đúng không, là không có ai chủ mà cũng không ai là tớ hết, giống như tao cũng là chủ tao cũng không là tớ luôn, anh em mình là một gia đình hiểu không. Thì vấn đề gì á, mày đang thắc mắc cái vấn đề gì thì mày cứ ngào mày bày tỏ ra để anh em mình cùng nhau mà thương lượng giải quyết. Nói chứ cái gì đâu mà ồn ào, tự nhiên đâu có cái câu chuyện mà mày làm mà nó nghĩ mà nó là thì nghĩ tao không bên ai hết, thiệt tao tình tao từ đó sống thì tao không bên ai. Nói chung là bây giờ là tôi không thích hai thằng này, tôi không muốn làm chung với nó nữa. Một là hai này làm, hai là tôi nghĩ. Ông giải quyết đi, không có nói nhiều gì nữa trơn á. Mà ông căng với trời. Mà tại sao mày ép buộc tao như vậy, hiểu không? Tự nhiên bây giờ tao coi mày anh em, tao coi thằng đen của anh em, tao coi thằng lẹ của anh em. Mà mắc mớ gì phải chia ra, tự nhiên tao thấy là mà phải ép tao cái tội là phải chọn mày hay là chọn hai nó để làm chung là sao, hiểu không? Một khi tao đã chấp nhận mày vô trong tay mày làm chung với anh em thì anh em thằng nào cũng hòa đồng như thằng nào hết. Mãi câu chuyện này là cái câu chuyện gì? Có vấn đề gì để mà thắc mắc mà để anh em mà phải buồn phiền mà phải chia cách như vậy? Tao không muốn tụi bay chia cách nha, tao muốn thằng nào nãy là phải là hòa đồng. Anh em mình yêu thương lẫn nhau để mà anh em mình làm clip chứ không có để mà anh em mình một thằng này ghen thằng kia ghen tị để mà xảy ra những cái nông nổi nó hơi xấu. Bây giờ hiện tại tôi không cần thiết cái chỗ đó nữa. Mà đâu cái chuyện gì thì nói chuyện nói chứ tự nhiên nói rồi sao đâu ai biết được. Tôi gì nói vậy? Bây giờ là có hàng này không có mặt tôi đó, tôi nói đơn giản vậy đó. Không có nói gì vậy đó. Mà ai nói là cái gì mày mà để cho câu chuyện mà không có nói là của mày. Công việc bất cứ công việc gì luôn trên hết nhỏ lớn gì tôi không biết, có mặt ông á thì nó siêng năng nó làm xuyên suốt lắm. Mà khi mà khuất cái mặt của ông một cái đi nó khều nó coi tôi như mình nó gắt vậy. Là ý mày cái công việc anh sao kia ra làm hậu vỗ người làm một tay có xong. Bây giờ mày cứ ngồi nói nhỏ tao không cần kia, tao không cần thiết nói chuyện với mày luôn. Tôi bây giờ có chuyện gì mới nói rõ ràng chứ ai đâu biết. Mà tao nói cho tôi nghe nè, bây giờ đừng có ôm sầm nữa. Ôm sầm người ta nhìn vô người ta cười chứ hú đầu hú mặt đúng không? Cũng như anh không nói giờ nói chuyện nhỏ nhẹ đàng hoàng. Giống như thằng đen nó làm không vừa lòng mày cái gì, hay là mày không vừa lòng đen cái gì, hay là thằng lẹ không làm vừa lòng cái gì, thì anh em mình cứ ngồi ra mà tao nói nãy giờ không hiểu luôn hả? Ta chẳng có nói gì hiểu hết, không có nào hiểu gì chứ. Tao không hiểu gì hết. Tự nhiên tao ra đây tự nhiên mà nói là một là mày làm, hai là mày nghĩ. Tôi muốn ông giải quyết vậy đó. Một là giải quyết cái gì mới được. Như vậy làm sao tao giải quyết được? Phải có anh em thằng nào có cái chuyện gì thắc mắc tao giải quyết được phải không? Còn cái câu chuyện mà tự nhiên mày kêu tao một là chọn mày, hai là chọn hai nó, tao không chọn được. Cái câu chuyện tao muốn anh em vô đây làm chung với tao là phải làm anh em mình phải hòa đồng rồi thương yêu lẫn nhau để mà làm clip, chứ không phải để anh em vô đây mà cự cãi hay là gánh tị. Tao không muốn ai cái mặt hang này giờ tôi ghét cực kỳ, tôi không hòa đồng nói. Nếu mày ghét người ta mày ghét cái chuyện gì? Mày không ghét người ta về thằng nào hết về không? Về công việc. Công việc cái gì mới công việc mà tại sao mày ghét người ta làm công việc, hay là người ta làm được gì hơn mày, hay mày làm được hơn việc người ta mà đó chơi cái chiêu mà ma cũ ăn hiếp mà mới không biết không. Nhưng mà tôi bay có làm ma cũ không biết gì đâu, không biết hay không. Cái ngày đầu tiên khúc mà mày vô đây gia nhập ta nè, ta nói rồi trong đây là không có vụ mà ma cũ mà mới dẫn hiếp hết trời. Nhưng mà nó đối xử như vậy nó đối xử tôi có như vậy, có mặt của ông á thì nó làm siêng năng cằn cù lắm, mà khi mà không mặt ông xa ông tránh đi.
nó khều, nó đụng tới đụng nhẹ nặng nó cũng không làm. Mà nó, trước tiên nó câu tôi nhờ nghỉ gắt rồi. Trước tiên tụi bay ngày đầu tiên do tao sinh hoạt tụi bay sao? Tao nói anh em mình vô đây là không còn thằng nào cũ mà cũng không còn thằng nào mới hết. Anh em nào cũng như anh em đó hết. Con nghe chưa? Bay cũng nghe rõ ràng hết. Thì tụi bay làm sao mà nghĩ mà hiếp ma cũ mà hiếp bây giờ nó hiếp mày làm gì mày coi được không? Mày làm cái gì mày coi được không? Không bao giờ có chuyện đó luôn. Vậy rồi tao nói là có mặt hàng bay của tao nó đơn giản giờ. Mày làm cái gì mới được chứ? Làm mà tao nghĩ hàng bay mà tao nghĩ hàng bay làm mà cái vụ gì ông tao nói từ nãy giờ không nói cái gì luôn á. Tao nói bây giờ đó thiệt, anh em với nhau thì có việc cái này kia nói tao nhau với em nữa, nói đằng tao là chửa đâu ông lại nói chuyện nhau cái này nè. Nói chung là tao lớn nhất ở trong cái tem này, hiểu không? Lời nói của tao ra, nói chung tao nói ra. Nói chung là giờ đúng tao mới nói, không đúng tao không nói. Thì bây giờ nè, bây giờ anh em tao bay bức xúc quá trời mà tao không biết tụi bay bức xúc về cái chuyện gì. Tôi không biết tao luôn không á. Giải quyết được cho bay tôi không biết ông nói gì tôi sáng tưởng vậy đây hả? Sáng ra, tao cứ tưởng là ra đây là để rồi, anh em mình vui vẻ làm nếp chứ không phải ra đây mà để cãi lộn sùm chứ không có để mà anh em. Tôi nói tôi tức dữ lắm rồi, cái đầu tôi giờ không suy nghĩ được chứ bây giờ là tôi nói. Tao không chọn. Nó hay này hay chọn tôi vậy thôi. Tao không chọn ai hết. Tôi nói đơn giản thôi. Tao muốn anh em trong cái tem này hòa đồng lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau để mà làm clip, để mà cùng phát triển cái kênh. Chứ tao không chọn nào hết. Còn mày kêu tao chọn, tao không chọn, tao không thích chọn nào hết. Mày tao cũng không chọn. Tao nói đi, tôi có quyền tôi ra. Tao không chọn. Tao nói với mày nha, là bây giờ là tao chọn hết tất cả tụi bay. Tao yêu cầu tụi bay là hòa đồng với nhau, yêu thương lẫn nhau. Bây giờ là tôi hòa đồng không được. Mà mấy cái khúc của cái chuyện gì? Anh em với nhau thì ông nói bây giờ trong đây ông lớn nói ra tao không biết rồi cho anh ra anh nói cho anh biết. Tụi mày khốn la làng, mày khốn la làng luôn. Tao nói hàng bây giờ tao không thích hàng bay đó. Mày không thích. Không thích cái chuyện gì vậy? Anh em mà sửa. Không nói thằng tôi. Tóm lại bây giờ cắt ngang, không nói nữa, dẹp hết. Bữa nay tao cho tụi bay nghỉ một ngày luôn. Mày đi về bên nhà ảnh, mày tự nằm mà tự suy nghĩ lại. Trong giờ không suy nghĩ gì? Mày suy nghĩ hết. Mày tại sao ngày mai mày qua đây mày nói chuyện tao? Ừ, mày không thích người ta vấn đề gì? Hay là sao sao? Còn hai tụi bay ông có gì đó, tôi nói vậy nè. Tao cho tao hai tôi có làm cái gì đâu mà tôi chơi tay vậy. Tôi nói là ông phải giải quyết chứ lại gì tôi vậy, tôi nghĩ gì vậy? Giải quyết liền cho tôi. Mày kia đã giải quyết. Bữa tao giải quyết cái gì? Tôi không biết. Tao không biết cái gì. Ông giải quyết cho tôi. Tao hỏi mày mà tôi nói làm gì mày để tao giải quyết. Mày không nói ra thì làm sao tao giải quyết? Chủ quan hiếp bà mai ông hay hả? Mày có cái gì không? Hai tôi có hiếp bây giờ tao quốc dữ lắm luôn á. Hôm nay là giờ hai mặt này tôi không ưa vô luôn á. Bây giờ không thấy tôi quốc có cơm tôi nói không biết cái gì luôn. Mặt ông thì nó khác. Quay phim coi gõ nào nãy không ngày có làm gì đâu. Bây giờ quốc có lắm luôn không biết nói gì luôn. Bây giờ này có gì đâu mà không biết đâu mày. Bây giờ tôi bực bội lắm rồi. Tự nhiên bây giờ mày là bạn của tao, hai này là hai anh em của tao. Bây giờ mày kêu tao chọn một số hai thì làm sao tao chọn được. Nói chung tao yêu cầu tụi bay, tao chọn hết tất cả tụi bay. Nhưng mà tụi bay về suy nghĩ đi rồi mai nói chuyện. Tao muốn tụi bay cùng nhau hòa đồng, cùng thương yêu nhau để mà phát triển cái kênh, chứ không phải vô đây mà để mà tụi bay ganh tị. Ừ, thằng này trước thằng kia sau hay là cái gì hết, tao không cần thiết vụ đó. Vụ đó là dẹp qua bên. Ở trong cái tem này là không có vụ mà ma cũ mà với ma mới, hiểu không? Tao nói với đen với lạng nghe luôn. Ông thấy từ đó giờ tôi làm năm mấy tôi có gì đâu, không làm gì không đâu. Tao nói cho hai nghe luôn. Lần này là lần cuối cùng tao nhắc lại câu chuyện ma cũ với ma mới. Là vô cái tem này là không có ma cũ mà cũng không có cái lực ma mới. Nói chung tao cũng là chủ luôn. Tao cũng như tụi bay cũng như tao. Anh em mình cùng hợp tác lại, hợp sức lại để anh em mình làm ra những cái clip để gửi tặng lên trên cộng đồng mạng, chứ không phải vô đây mà để thằng này ghen, thằng kia ghét, thằng này ganh, thằng kia ghét nọ. Bữa nay ra đây lại là nguyên một ngày đây. Tao cho dù không cho tụi bay nghỉ ngày nay, làm tiếp không vô đâu hết. Tôi là anh nữa, tao không cần làm tiếp nữa. Bây giờ tao cho tụi bay nghỉ một ngày luôn. Tự tụi bay về, tụi bay suy nghĩ là bản thân. Mày suy nghĩ bản thân, mày suy nghĩ bản thân. Còn mày suy nghĩ lại tất cả mọi thứ hết. Mày qua bơi qua nói chuyện tao, rồi nói chuyện chung với anh em đây. Tụi đó giờ biết cái gì đâu mà suy nghĩ. Bây giờ kêu ông giải quyết liền đi. Tôi không hôm nay. Tôi mà giải quyết cái gì? Có biết cái gì đâu giải quyết. Không nói nào gì này. Bây giờ mày kêu giải quyết sao? Ông chọn không được hay gì? Tao không chọn ai hết. Mắc bơi tao phải chọn. Anh em trong tem chơi được chứ chọn cái gì? Có biết cái gì đâu mà nói. Từ từ đó giờ làm bây giờ chọn gì là chọn gì mà. Làm gì tao biết chọn? Ông giải quyết là hai thằng này ở lại, không phải là tôi ra đi giờ cho xong một cái một à. Tự nhiên tao giải quyết đâu mà bây giờ tao không giải quyết được vấn đề đó. Anh em với nhau không? Tao yêu cầu tụi bay là tao chọn hết. Tao muốn anh em tụi bay hòa đồng với nhau, chứ không muốn nào tao chia rẽ hết. Bây giờ anh em với nhau một ngày làm chung sao không giải quyết sao không? Gì giải quyết được. Tao nói hiểu không? Bây giờ tao giải quyết sao giờ? Tao bên mày, tao bỏ em bốn ở đây, mặt mày tao dục ở đâu? Mà tao bên anh em bên đây, tao bỏ mày, mặt mũi tao dục ở đâu? Tao là một thằng lớn nhưng mà tao không biết lựa chọn những thứ vấn đề đó. Tao muốn tụi bay hòa đồng nhau để mà làm mà anh em mình cùng nhau làm việc, chứ không có muốn mà để chia rẽ mà chọn này lựa kia. Bực bội với mày nói không hiểu trời bực dễ luôn á. Ông nói cái méo gì đâu hiểu, từ nãy giờ ông nói gì luôn hiểu. Ông còn tự nhiên sáng rồi qua mày quậy luôn. Tôi quậy cái gì? Ông khùng, ông quậy á. Quậy chỗ nào?
chứ còn gì nữa. Nó chỉ hàng bay giờ tao không ưa hàng bay đâu. Mày đừng nói không ưa hàng bay. Thôi, tao không ưa hàng bay, mày làm hành động gì mày? Tao không ưa, đâu ưa đâu. Mày là em của tao hàng bay luôn á, chứ mày em tao nha. Bây giờ ông nói, ông anh. Bây giờ ông nói tầm bậy tầm bạ rồi. Tao không biết được đâu. Tao nói ông nói gì ông mày? Tao nói mày em. Mày cứ đi về bển, mày chứ anh em chứ phải là đàng hoàng. Hai nói hai tôi là chứ. Hai nói làm hồng mày học Phật lòng mày cái gì? Thì mày cứ về mày suy nghĩ mày kê hết ra đi. Rồi mời mày anh em mình qua đây mình nói chuyện. Nãy tôi mà nói trời cái đầu tôi giờ tôi nhức nổi đầu quá, tôi nhức không có suy nghĩ. Tôi ức tôi nãy giờ dữ lắm luôn, tôi không biết cái chuyện gì lắm rồi. Ông muốn làm gì làm đi. Cái sáng ra mà anh em ông cắt hai tôi liền luôn á. Cự cãi mày, tất nhiên mày không thích hai nó mà không thích cái việc gì tao cũng không biết rồi. Mày nói nói chuyện là cắt chứ hả? Ăn ngủ không biết mà mới. Ông làm gì? Ông mà làm đi rồi mới tôi không biết. Tôi nói bây giờ ông có sẵn cái chuyện này không? Ông chọn không? Mà ông nói nhiều vậy? Chọn không thấy nha chọn. Đừng nói giả sử này sử nọ. Sao sao giờ? Bây giờ tao làm cái gì? Anh em với nhau làm gì bây giờ mà tao bỏ ai bây giờ mà thấy tao đứng nhất giữa tao khó xử được cỡ nào không? Mà tao chưa biết câu chuyện cho mà kêu nó xử, nó xử cái gì bây giờ? Nó bây giờ ông ra ông cũng tao có sao không thích mày nói chuyện với nhà mày, mày luôn á. Tao nói bây giờ chết. Ông coi sao ông làm gì ông làm đi, bạn bè của ông làm gì ông làm đi. Chứ nghĩ sao hổm lại tôi làm từ đó giờ có gì đâu. Tự nhiên bữa nay ông nói tào lao gì từ nãy giờ không nói gì luôn. Không hiểu cái gì luôn á. Mày nói vậy ông làm gì làm hết. Thôi tôi về hả? Nói thằng nữa chứ. Thôi anh về không? Tao nói rồi bây giờ. Mày làm gì ông làm xử lý cho ông đi. Tao cho tất cả các anh em bữa nay nghỉ một bữa, không làm tiếp luôn. Xử lý sao xử lý đi. Mệt lắm rồi đó. Bạn nghe nói gì nhà tự suy nghĩ là bản thân. Rồi mới sáng vô đây nói chuyện. Tao giờ tao nói ăn nhớ. Mày về về đi, đầu tôi nhức mỏi qua đừng có nói tôi nữa. Bực tội quá. Mày tao nói mày nha, mày về mà suy nghĩ cho kỹ nữa. Cái điều gì đúng thì đúng, cái nào sai thì sai. Thằng nào bậy với mày thì mày cứ nói lại tao, tao làm việc lại. Chứ mày muốn nói chuyện với người ta thì mày phải nói ra những cái vấn đề mày cần thiết là người ta ép mày cái gì, người ta ăn hiếp mày cái gì, tao mới giải quyết được. Tôi coi ông là bạn, tôi ông đừng có bên vậy ai, tao ai coi nha. Vậy tao coi mày là gì? Tao bên ai? Tao bên ai nó đâu ta? Bây giờ ông hẳn vậy đó. Mày nãy giờ thấy tao có bên ai nó không? Mà tao có bên ai nó bỏ mày chưa? Mà tao có bên mày bỏ ai nó chưa? Tao không bên ai hết. Nhưng mà tao nói tôi nghe. Bây giờ tôi nhức đầu quá, giờ ông làm gì ông đi vô đi làm gì đi. Tôi bây giờ tôi ôi quá trời rồi. Đừng có nhai nữa. Chứ mày nói là mày bạn tao bên nó bỏ mày, tao không bao giờ bỏ ai hết. Tao tính tao nói tao không bỏ ai hết, nhưng mà tao nói cho mày nghe để cho mày hiểu. Anh em trong đây tao muốn anh em tất cả các anh em là mình cùng nhau hòa đồng, hòa thuận. Để anh em mình cùng nhau mà làm, chứ không muốn là thằng này ghét thằng kia ganh thằng nọ, hiểu không? Chứ vấn đề vô đây mà tao nói mày có một hai cái vấn đề nhỏ mà để ganh ghét nhau là mình dẹp qua bên đừng có ganh. Cuộc đời này sống có bao nhiêu lâu mà để nhau mà ganh mà ghét nhau. Mày chết mà có đem xuống mồ được không? Mà gan ghét là làm gì? Bởi vậy tao cho mày cái thời gian. Bữa nay khổ clip. Mày cứ đi về bánh. Ông phải chọn một trong hai không? Đừng nói nhiều với tôi giờ tôi nhức đầu quá. Tao nói mày. Ông đừng nói nhiều. Tao không có khỉ nè. Tao nói tao. Có cuộc có chuyện gì mà nó từ tôi hoài vậy? Tao nói dẹp. Hả? Tao nói không có tròn ai cho nhưng mà vấn đề không tròn. Ông ấy ông làm anh mày nhiều. Làm cái gì? Tao không làm cái gì nhiều ấy. Tao ưa mày nhiều lắm đó nha. Ông ơi gì? Này không có nổi nữa nha. Ông nghĩ mày muốn sao? Anh ông làm gì? Tao không ưa mày đây. Rồi để ra ngày mới sáng mới được không? Từ nãy mắt ông chạy không có đầu có đuôi gì phải ghét rồi đó. Tao kêu đi về ngoài đây. Rồi mày xử lý xong xử lý á. Đi anh em đi đi, tôi nhức cái đầu tôi nằm đây. Mai còn nói chuyện tôi không biết á nha. Cái gì đâu mà la vậy? Sốc sáng sớm ra bắt tao phải chọn đồ này chọn đồ kia. Bây giờ quay phim mày về với cô em. Vậy đúng à? Mày về với cô em đi. Tao nói mày có rồi nha, tao nói anh em mày nên suy nghĩ cho kỹ lại, hiểu không? Một khi mà đã chấp nhận mình bỏ hết tất cả, mình làm chung anh em. Thì cái gì anh em không đúng hay là anh em nghịch ý mình hay là nó làm sai với mình điều gì thì mình cứ ngồi mà nói chuyện ra để cho anh em hiểu, anh em khắc phục. Riêng ông phải là suy nghĩ sao cho trọn vẹn cái tem đó. Tôi nói trước mặt ông rõ ràng như vậy luôn á. Tao nói mày không, tao bà đúng không mày? Tao nói thiệt trời, tao bó tay với mày luôn. Tao nói thiệt, tao giờ tao thiệt chứ tao không nói gì nữa hết. Tao bó tay luôn. Bây giờ thì mày cứ về bển đi, mày cứ tự suy nghĩ là bản thân đi. Rồi ngày mai sáng này qua mày đừng bao nhiêu tao mong muốn ơi, sáng qua mày đừng bao giờ mà giữ cái thái độ mày chọn này bỏ người kia. Tao không muốn điều đó xảy ra, tao không muốn chọn ai mà tao không muốn bỏ ai. Anh em nào từng làm chung với tao một ngày suốt đời cũng vẫn là anh em tao. Tao không muốn bỏ này mà ghét người kia, mày cứ suy nghĩ kỹ đi. Mày đi về bển mày nghỉ ngơi đi. Tôi dứt đầu tôi hơi bực bội, tôi nằm đây chút xíu. Tao nói mày nằm đây nó công hồi luôn của công chuyện. Mày đi về bển nghỉ ngơi đi, mới sáng chạy qua. Tôi thích nằm đây nè, ông đi vô đi. Đừng làm phiền tôi nữa, tôi nhức cái đầu quá. Chứ bây giờ mày nằm đây một hồi hai nói lù cho nữa, lù vui công chuyện nữa, tao không có tao ở đây rồi, ai giải quyết? Ừ, không biết. Tao nói rồi, bây giờ mày xách xe mày chạy vô đi. Mới sáng mày chạy qua nói chuyện với anh em. Tao không bên ai hết trơn, tao không bên hai thằng kia, mà tao cũng không bên mày luôn. Tụi tao đi vòng trước đi. Nào sai sai, tao nói rồi đó. Mày chứ gì phải đi. Sáng ra có mày ha. Nha gì mà nha, dữ vậy trời. Chuyện gì, không biết chuyện gì, tự nhiên ra làm lù cho công chuyện lên. Mày ông coi hai hàng lính ông lại đó. Tôi nói rồi đó, có nó không có tôi đó. Mày đừng giữ lại cho đầu mày như đó nha, tao nói rồi đó.
không có kỹ gì nữa chơi nó quyết định rồi. Mấy ông nội đó mình làm một ton một tua cái màu đi vô nhà hết trơn nha mọi người. Nhưng cái đây là cái mầm tròn nha mấy mọi người, anh em mình đối xử nhau tốt lắm chứ không có gì hết trơn, yêu thương nhau lắm nha mọi người. Vậy bây giờ mình đi ra, mình đi về, ngày mai mình tâm sự nói chuyện lại với anh em cho hiểu nha mọi người, chứ không có gì hết trơn nha mọi người, chỉ là mình tròn thôi nha mọi người. Thôi chào mọi người nha, bye bye mọi người nha. Sam ơi, giờ này hức gì ra giải quyết chuyện qua đây. Ngủ gì ngủ, chuyện chưa xong ngủ gì ngủ hoài á, nguyên đêm qua tôi ngủ không được rồi đó. Mày quậy gì vậy? Quay là làm bằng chứng giải quyết vụ này chứ sao? Đậu xanh mà tao nói mày, tao kêu mày về đây sáng nay qua, mày kêu mày suy nghĩ kỹ càng qua nói chuyện mà chưa qua quậy nữa hay sao?